Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Vân Radio Hải Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những con radio cassette cũng được nhiều các bác quan tâm và đón đợi. Đó là con radio cassette đến từ tập đoàn Soli. Và em này có cái hình thức cũng khá là bắt mắt và khá là đặc trưng. Đó là con Soli có model là CFS V1 các bác nhé. Vâng, thì đây trước mắt các bác đây là một em Soli cũng khá là nhiều các bác quan tâm. Con này thì có cái hình thức khá là đặc trưng. Toàn bộ các cái phần điều chỉnh các cái chức năng của nó và phần mặt sóng được nằm ở phía trên. Và con này đặc biệt là có hai kim sóng liền các bác nhé. Hai kim sóng riêng biệt luôn. Hai tụ xoay chỉnh riêng biệt luôn các bác nhé. Rất là hay. Thì em này là một trong những em cũng rất nhiều các bác mến mộ. Bởi vì là nó là một trong những con cũng rất là vàng óng được thờ. Vàng óng được thờ. Đây, nó chính là cái con Soli. Con CFS V1 các bác nhé, V1. Tôi xin phép được quay tổng quan sản phẩm này, sau đó là tôi sẽ test cho các bác cái chức năng. Đầu tiên thì về cái phần cơ bản của con này là còn giữ được rất là đẹp các bác nhé, tất cả các đường viền nước mạ còn rất là đẹp, rất là ok luôn. Đây các bác nhìn tinh cái ốc ác của nó này, giữ rất là đẹp luôn các bác nhé, rất mới. Đây cái phần mặt của nó các bác này, mặt còn rất đẹp luôn các bác nhé, tất cả các hệ thống lún lã còn rất là ok. Con này thì duy nhất có một cái nút này nó bị rơi các bác nhé. Đấy, nút đây là nút phụ không dùng đến. Nói chung là bình thường cũng không nhìn rõ được các bác nhé, giống nhau như nút luôn. Đấy, phần mặt của nó rất đẹp các bác nhé. Đây, cái phần trước này đặc biệt là gì? Nó có hai dàn đèn hiển thị, cho nên hết sức là đẹp luôn các bác nhé. Hai dàn đèn hiển thị luôn, Soli, sáng quắc luôn. CFS V1 các bác nhé, V1. Con này thì sử dụng hai loa này thì có loa bát của nó 12cm và một loa check 5cm các bác nhé. Tức là con này chạy 4 loa tất cả. Các hệ thống về cơ của nó này các bác nhìn tinh này, còn rất đẹp luôn, rất chất luôn các bác nhé. Đây cơ của em đây các bác này. Đây các bác nhìn tinh cái đầu từ của em nó này. Đấy, còn rất mới. Đấy, từ còn rất mới luôn nhé, từ gì hết các bác nhé. Đấy, rất là chất. Con này âm thanh của nó rất là hay các bác nhé, âm thanh rất là hay. Cái này là do cái vận chuyển nó có cái bạc gì đó, tự nhiên rõ lắm, hơi có độ sáng sáng tí. Đây, bên cạnh này các bác nhìn này, các cái đường kết nối của nó em nó đây. Đây là điện AC và DC các bác nhé, liền lên luôn. Còn đây là các cái chức năng để cho chạy micro, rồi chạy loa ra loa, vân vân. Thế còn đằng sau đây là đường line in line out các bác này, line in line out này. Đấy. Trên là line in, đây là line out, còn rất là đẹp luôn. Đây, hệ thống pin của nó các bác này, pin đây. Ừ, con này thì còn quá là đẹp rồi. Và đây là cái số model của nó các bác nhé, CFS V1 đấy ạ, Margin Japan. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này thì cây chạm cái nút kem phụ. Cái này thì nó là cây rời, các bác có thể rút ra được bình thường. Đó, rất là tiện luôn, rất là bình thường. Anten zin hết các bác nhé, đèn zin luôn. Em này còn hình thức còn rất là đẹp, được đánh giá là trên 90% các bác nhé, còn rất là đẹp luôn. Và cái con này thì trung tâm cũng xin phép được bán giá cho các bác là con này để các bác là 3.800.000 các bác nhé, 3.800.000. Đó, em này có cái hình thức cũng khá là đẹp và cái phân khúc giá cũng khá là phù hợp. Và con này mở full tần số 108 rồi các bác nhé, full tần số 108 rồi, cho nên các bác bắt không thiếu một đài nào luôn. Đây tôi đã thử các bác cái phần radio trước này. Mang theo bao nhớ thương, chỉ còn tôi giữa đời nào lạ lẽ. Đây là tụ xoay của phần radio, còn đây là tụ xoay của phần TV các bác này. Đó, nó pha được thành công nhật nhé. Khỏe hơn, nó tỉnh lại đi, bây giờ chị lựa lại nè. Ủa không, tại vì chị thấy cái cục tạ của Miu á, tập á, bự hơn, đúng rồi. Đúng không? Thật sự thì nếu như mà lựa chọn thì ok. Khoa cũng muốn chọn Miu, nhưng mà tại vì là chị Kim Thanh đã chọn Miu rồi nên Khoa sẽ chọn tóc tiên. Tôi không muốn chọn. Tôi thì tổng nguyện, đồng thuận khi kết hôn. Thứ hai. Nhất trong cả là các tỉnh ven biển miền Trung. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 nên trong tối và đêm hôm đến mọi người
Oh, hello from Rovaniemi, a dear in Lapland. Từ Lapland, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đã sống trong một... Miu Lê vẫn sẽ thắng, tại vì Miu Lê là tập chuyên luôn á. Nhưng mà Miu Lê không có phòng gym tại gia như... Để con cái luôn có niềm tin yêu và có thể sẵn sàng chia sẻ cùng với gia đình của mình. Với mình thì mình thấy là các bậc phụ huynh nên hiểu con mình hơn, nên đôi khi là một người bạn. Phần A em các bác nhé, tôi mở qua phần FM, phần FM đây là A em đây ạ. Con này tiếng rất là chất. Đây phần A em các bác này. Tư vấn sức khỏe. Xin kính chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với chuyên mục tư vấn sức khỏe, chuyên mục đồng hành của một số điều pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. Căn cứ vào kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh mà cho thấy việc kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn hoàn toàn có thể từ chối đăng ký kết hôn trong trường hợp này. Trường hợp thứ hai, việc kết hôn giả tạo đã được xác lập, tức là đã được thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Đối với trường hợp này, tòa án sẽ có thẩm quyền xử lý việc. Ok, đó là phần radio các bác nhé. Tôi sẽ test cho các bác phần cassette. Cassette vào đây ạ. Đây các bác gạt ở đây này. Đó. Chiều bàn con này thì tiếng quá hay các bác nhá, bởi vì từ nó còn quá mới này, từ quá mới nhỉ. Đấy, con này từ còn quá mới luôn. Con này thì cơ nó khá là chất. Còn cái con này thì cái stop của nó thì tôi đang thử xem nó có tác dụng stop không các bác nhá, bởi vì là những cái con này thì có tác dụng stop không nhá, tức là hết băng có stop thế được. Bằng rất là lặng luôn. Đó, có stop bình thường các bác nhé, tự động stop bình thường. Tức là con này stop rất là nhạy. Bởi vì con này các bác nhìn tinh này, cái cơ nó chất như này mà. Đấy, từ nó còn mới này mà. Tiếng nó rất là chất luôn. Đó, các xét con này ngon các bác nhé. Tất cả mọi cái ngon này hết. Chạy khá là chất lượng và con này có cái giá thành cũng khá là hợp lý các bác nhé. Chưa đầy 4 triệu đâu, chỉ có 3 triệu 8 thôi. Và con này các bác chơi thì chất, chất lượng và hình thức cũng khá là đẹp luôn. Các bác nhìn bên ngoài rất là đẹp nhé. Tại vì quay cái thời tiết này nó hơi có vẻ xám xám trời, nó hơi tối trời thì không rõ lắm thôi. Đó, tiếng rất là chất luôn. Tiếng của nó tuyệt vời luôn. Cái phần này phần mặt nhôm phay các bác nhé, nhưng còn giữ được gần như mới luôn, không có tí xước nào được, rất đẹp luôn. Toàn bộ cái phần mặt nhôm phay nó giữ rất đẹp luôn các bác. Đấy, đây này. Rất đẹp luôn, đây này, tôi quay rất cận các bác nhìn kinh. Con này giữ tốt mà, con này rửa nó nói chung là hình thức nó cũng rất là tốt. Khá là nổi tiếng luôn. Con này nó nổi nhất ở hai cái lũng tụ xoay các bác này. Hai lũng tụ xoay của nó là riêng biệt luôn. Riêng biệt hết luôn. Và các cái phần tay mạ chrome của nó còn quá mới các bác nhé. Không có tí nào bị cố hay chóc gì đâu. Từ trong ra ngoài luôn các bác nhìn. Rất là mới luôn. À hai bên. Nói chung là con này về hình thức là tôi đánh giá là còn khá là đẹp luôn. Hai kim sóng riêng biệt các bác nhé. Kim sóng cho bên TV riêng, kim sóng cho bên radio riêng, riêng biệt luôn. Con này thì trung tâm cũng không xin phép, không được tháo cái phần máy ra. Bởi vì là tôi cũng xin phép được quay cơ bản này thôi, không tháo máy ra. Bởi vì những con phân khúc này thì trung tâm cũng kiểm tra rất là kỹ. Máy của nó nguyên bản 100% các bác nhé, không lệch một cái ốc nhỏ luôn. Máy nguyên bản 100%, cho nên các bác yên tâm mà dùng thôi. Đấy, và con này thì là một trong những phân khúc tiền rất là phù hợp. Và phân khúc tiền rất là phù hợp. Và con này quá nổi tiếng các bác nhé. Con V1 này thì quá nổi tiếng rồi. Anten zin các bác nhé, tất cả zin hết toàn phần. Đấy, thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nhé, thì các bác vui lòng liên hệ sớm nhé. Em này thì
có cái phân khúc tầm tiền phù hợp, như tiếng rất là to, rất là hay. Con này sử dụng con công suất hai hàng chân rất là khỏe các bác nhé. Đấy, cho nên là 7161 hay gì đó, rất là khỏe, cho nên là tiếng rất là hay. Thì bác nào mà quan tâm thì liên hệ sớm nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Cái này thì tôi cũng xin phép được test qua một chút xíu về cái đường line in trước khi kết thúc video để các bác yên tâm rằng nó sẽ hoàn hảo hết. Line in của nó thì nó ở ngay bên trên này thôi. Con này nó có đường line in riêng biệt rồi. Đấy, để cho các bác yên tâm là nó chạy hoàn hảo chứ không phải quan tâm đến cái này, bởi vì nhiều các bác sợ rằng là thấy không test thì sợ rằng nó có lỗi không ạ. Nó bình thường hết ạ. Đây, line in thì các bác chỉ việc gạt lên trên này. Nó ghi rất là rõ này. Để các bác nhìn này, đây này. Đấy, nó đã chạy này. Và tôi thử từ điện thoại sang các bác thấy nó kêu ngay này. Đấy, thì là cũng xin phép được test qua nốt cho các bác cái phần line in để trước khi kết thúc cái video này các bác yên tâm rằng cái sản phẩm này của nó đã chạy được hết mọi tính năng, chứ không phải là tôi bỏ qua tính năng đó, tôi không test thì là nó có lỗi, không phải đâu ạ. Bởi vì những tính năng cơ bản thì bao giờ cũng quan tâm đến đầu tiên. Đấy, ví dụ chẳng hạn những cái cơ của nó, cái phần xích tốt của nó tốt hay không thì do cái đầu từ do cái dây của doa ấy nhé. Dây của doa của nó mà còn ok thì nó sẽ xích tốt được, còn nếu trường hợp dây doa nó quá trùng quá giãn thì nó cũng sẽ không xích tốt được các bác nhé. Đây, tôi thử luôn tí luôn các bác nhé. Nó chạy bình thường. Đây các bác này, nó vẫn chạy bình thường hết. Ok, nó vẫn chạy bình thường các bác nhé. Tôi test thử thôi để các bác yên tâm thôi. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn các bác ạ.